Hallelujah. Ngày Chủ nhật tốt lành. Xin chào anh chị em. Xin chào tất cả những người gặp tôi lần đầu tiên. Những ai gặp tôi lần đầu tiên có thể giơ tay được không ạ? À, dạ, cảm ơn rất nhiều người. Chào tất cả những người đã biết tôi rồi. Chào những anh chị em theo dõi online. Chúng ta có cảm thấy phấn chấn và nhận được sức mạnh khi chúng ta đến nhà của Chúa không ạ? Hôm nào mà quý vị buồn ngủ thì cái gì sẽ làm cho chúng ta tinh thần chúng ta trở nên phấn chấn và mình có sức mạnh? Đó là cái gì ạ? Cà phê và trà. Có phải không quý vị? Mình đang buồn ngủ, mấy đang mệt, mấy đang uể oải, mấy nhưng mình cứ uống cà phê, uống càng đặc thì càng tỉnh. Có phải không quý vị? Tự nhiên mình uống xong cốc cà phê mình hăng lắm. Không à, có người không, nhưng mà phần lớn chúng ta là có chất kích thích như là cà phê mấy cả trà thì sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Một số những anh chàng độc thân mà đến tuổi lấy vợ đó thì cái gì làm cho chúng ta cảm thấy phấn chấn nhiều năng lượng? Đó là đang ngồi trong hội thánh, tự nhiên có một cái cô nào xinh xắn nhẹ nhàng bước vào ngồi bên cạnh mình là tự nhiên mình nhiều năng lượng lắm. Còn các cô gái mà đến tuổi lấy chồng ấy mà chưa có anh nào đó thì cái gì làm cho mình cảm thấy tràn đầy năng lượng? Một anh chàng nào đẹp trai hả? Chưa cần biết anh ấy giàu có bao nhiêu, anh ấy tin kính, anh ấy yêu Chúa nào chưa cần biết, nhưng mà nhìn ngoại hình anh ấy ưa nhìn cái là tự nhiên ngồi bên cạnh mình cũng cảm thấy có năng lượng. Có phải không ạ? À? Chúng ta có tin điều rằng là khi chúng ta ngồi ở trong sự hiện diện của Chúa thì chúng ta nhận năng lượng từ nơi Chúa không ạ? Chúng ta nhận năng lượng từ nơi Chúa, năng lượng siêu nhiên tác động trên tâm linh này, trên tinh thần này, trên thân thể chúng ta. Mọi người có thấy điều này không ạ? Điều quan trọng nhất là kết nối được với Chúa thì sẽ nhận được năng lượng từ nơi Ngài. Có cà phê đó thì không làm chúng ta tỉnh táo, nhưng mà uống cà phê mới làm chúng ta tỉnh táo. Có phải không anh chị em? Sự kết nối rất là quan trọng. Khi mình kết nối được với Chúa là mình sẽ nhận được năng lượng từ nơi Chúa. Nên có nhiều người ấy đến buổi nhóm sau giờ ra về lòng vẫn trống rỗng, vẫn mệt mỏi, vẫn chán chường, vẫn thấy không có gì thay đổi, thậm chí là đi đến hội thánh không khác gì một cái người là đến để hoàn thành cái trách nhiệm của một người theo đạo, và không có một cái gì thay đổi hết, lòng chán chán lắm rồi, cứ cố đi cố thêm buổi nào cũng là cố, bởi vì mình không kết nối được với đấng ở trên cao kia. Khi chúng ta không kết nối được với đấng ở trên cao kia thì mình sẽ rất là mệt mỏi. Không kết nối được với đấng ở trên cao kia thì dù cho có bao nhiêu cô gái đẹp ngồi bên cạnh mình, dù cho bao nhiêu anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh mình, dù có bao nhiêu lời khích lệ của người hướng dẫn, mình vẫn thấy mệt mỏi. Vì chúng ta cần cái sức mạnh từ nơi Chúa đến bên trong tâm linh. Chúng ta là linh, chúng ta có một tâm hồn, chúng ta sống trong một thân thể. Chúng ta có Chúa là đấng vô hình mà. Có ai nhìn thấy Chúa đâu quý vị? Không ai nhìn thấy Chúa. Cho nên là tâm linh chúng ta mà kết nối được với Chúa, chúng ta sẽ nhận được cái năng lượng đấy từ nơi Chúa. Và khi nhận được cái năng lượng đấy từ nơi Chúa thì nó sẽ làm mạnh mẽ cả bên trong lẫn bề ngoài của chúng ta. Amen. Amen anh chị em. Rồi trước khi tôi chia sẻ lời Chúa, tôi muốn mọi người kết nối với đấng đấy đã. Để mọi người nhận năng lượng từ nơi Chúa để tỉnh táo nghe lời Chúa. Amen. Mọi người đứng cũng được, ngồi cũng được nhé. Chúng ta nhắm mắt lại. Ban nhạc giúp tôi tiến lên trên đây. Đánh lại cái bài vừa rồi. Mọi người nhắm mắt, những người còn lại nhắm mắt lại. Hướng lòng về Chúa, kết nối với đấng ở trên cao kia. Hallelujah. Hãy kết nối với Chúa của cả vũ trụ này. Kết nối với Ngài.
lại kết nối với đấng Alpha và Omega, đấng có từ đầu tiên và còn đến mãi mãi. Kết nối với đấng thượng cổ, kết nối với Chúa của trời và đất. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you, Jesus. Worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Khi chúng kết nối được với Ngài thì sức mạnh của Ngài sẽ đến trên thân thể của chúng ta rồi đấy. When I come into your holy place, when I come into your loveliness, when I, all things that surround become the shadow in the light of you, lòng con tôn kính cha, con yêu mến Ngài mãi. Thương đời con chỉ để thờ phượng Chúa yêu dấu, lòng con tôn kính cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ cha, lòng con tôn kính cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa yêu dấu, lòng con tôn kính cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ cha, Hallelujah. Hallelujah.
Một trong những cái linh của địa ngục giết chết chúng ta đó là linh của sầu não. Linh của buồn rầu. Quý vị có biết rằng là khi người thân ở trong gia đình chúng ta mà có vấn đề hoặc là qua đời ấy, thì sẽ làm cho mình xuống tinh thần và xuống sắc đẹp và xuống sức khỏe một cách trầm trọng. Cái người đấy mình càng yêu ấy, thì ảnh hưởng trên tinh thần mình càng nhiều. Hoặc là có một số người bị thất tình ấy. Khi mình người đấy không còn yêu mình, không còn có sự kết nối về tâm hồn với mình nữa thì mình trở nên mất hết sức lực. Cho nên lời Chúa nói rằng là lòng vui mừng là một phương thuốc hay, trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Lòng vui mừng là một phương thuốc hay, trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Ngày đêm ma quỷ em một cái, nó phả ra một cái hơi, hơi này là hơi sự chết, đó là linh buồn rầu, làm cho lòng của mình chịu nặng, buồn rầu, mệt mỏi, không có sức, cả về hồn, cả về linh, cả về thân thể, và mình làm việc không còn hiệu quả nữa, mình sống không còn cái tính hiệu quả nó rất thấp. Cho nên Chúa muốn phục hồi cái tinh thần của chúng ta, để cái phần hồn của chúng ta được tràn ngập cái niềm vui. Esai nói rằng là Ngài sẽ làm cho sự buồn bực và than vãn sẽ trốn đi, sự hỷ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu của chúng ta. Sự buồn bực và than vãn sẽ trốn đi và sự hỷ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu của chúng ta. Amen. Hallelujah. Ngài sẽ làm cho sự buồn bực và than vãn trốn đi, sự vui vẻ hỷ lạc vô cùng sẽ đội ở trên đầu của chúng ta. Đến nhà của Chúa mà không nhận được điều này thì mất tất cả. Bởi vì sự vui mừng và nó sẽ đem lại sức mạnh cho tinh thần. Tinh thần mình có được sức mạnh thì mình mới làm việc tốt được, mình mới phục vụ Chúa tốt được. Cho mình phục vụ Chúa mà lòng của mình không vui mừng, tấm lòng của mình nặng nề, mệt mỏi thì không thể làm được. Tác giả Thi Thiên nói rằng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi chúng ta hãy đến nhà của Đức Giê-hô-va. Nên sự vui mừng là một cái sức mạnh rất là lớn, không để cho ma quỷ cướp đi sự vui mừng ra khỏi lòng của chúng ta. Amen. Ai đang trông chờ để nhận lãnh điều này, chúng ta hãy giơ tay lên hướng về Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện cho linh của sự vui mừng Chúa đến với anh chị em. Hallelujah. Anh chị em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Hallelujah. Có người sẽ thấy quặn thắt ở trong bụng, nhưng mà không phải quặn thắt vì đau buồn nhé, mà quặn vì sự vui mừng của Chúa, quặn thắt vì sự vui mừng của Chúa đến. Hallelujah. Trong danh Đức Chúa Giêsu, linh của sầu não, phiền muộn, nặng nề, áp chế trên tâm hồn bị cất đi ngay giờ này. Cất đi ngay giờ này, linh của sự vui mừng đến. Linh của sự vui mừng đến ngay giờ này. Đến, đầy rẫy. Đến. Trong danh Đức Chúa Giêsu, linh của sự vui mừng đến. Linh của sự vui mừng đến. Đầy dẫy, đến đầy dẫy. Đến đầy dẫy. Spirit of joy. Hallelujah. Hallelujah. Linh của sự vui mừng đến. Trong
Chí nao sờn làm xương cốt khô héo, lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay. Linh có sự vui mừng đến đầy dẫy trong căn phòng này. Thần linh sự sống đến đầy dẫy trong căn phòng này. Hallelujah. Shakahama arikahalashe. Mà anh chị em nào được bắt đầu linh cầu nguyện tiếng lạ lớn tiếng lên. Arikahishikile. Velaham bahalakahama halashe. Ebehalahabe kehelandre. Ekehelahama shekahalaba. A kanare kahama shekahalalalalala koshi. Barakohorane la riba. Alahala kahala mesheka. Akahama la kabahara mekalara. Linh có sự vui mừng đến đầy dẫy. O kane ma shala. Arehavara marikere. Ulava kanavala yeseka havareve. Orava kahare mesheka haramarebe. Ekahava moshe kahara makahara makara lekehele. Ama shakaha mahariki vigriya. Meshekehele. Mekura mehela kahoshekele. Thần linh sự sống đến đầy dẫy. Đầy dẫy. Hallelujah. Shekaha baha baha baha. Worship you. Amen, amen, amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bình ổn trở lại. Hallelujah. Ban nhạc giúp tôi ngồi bên trên được không ạ? Khi cần thì có thể đánh luôn. Mọi người có thể lấy ghế ngồi bên trên. Amen, hallelujah. Chí nao sờn làm xương cốt, lòng vui mừng vốn một phương. Amen. Hãy nói với người bên cạnh, chí nao sờn làm xương cốt khô héo. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay. Nói với người bên cạnh, lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay. Amen. Không được để cho bất cứ điều gì lấy sự vui mừng ra khỏi mỗi chúng ta. Vì một trong những bông trái của Thánh Linh đó là sự vui, vui mừng. Không được để cho bất cứ một điều gì lấy sự vui mừng ra khỏi mỗi chúng ta. Khi mình mất đi sự vui mừng là linh sự buồn rầu, sự chết đang chờ đợi mình. Mà buồn rầu đang đến thì bệnh tật nó sẽ đi kéo theo. Và bệnh tật đến đương nhiên bệnh tật nó sẽ theo. Amen. Ở dưới này, vui lòng cầu nguyện nhỏ lại. Amen. Hallelujah. Chí nao sờn làm xương cốt, lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay. Một lần nữa nói với người bên cạnh, chí nao sờn làm xương cốt khô héo, lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay. Amen. Một lần nữa tôi nhắc lại điều này, không để cho bất cứ một điều gì lấy sự vui mừng ra khỏi chúng ta. Sự buồn rầu luôn chờ đợi trực chẵn
luôn luôn sẵn sàng ở đấy để chiếm ngự tâm hồn của chúng ta. Mất đi sự vui mừng là sẽ mất tất cả. Vì mất đi sự vui mừng, buồn rầu đến, bệnh tật sẽ đến. Lúc đấy thì có yêu Chúa đến mấy cũng không làm được cái gì đâu. Các vua thứ nhất đoạn 19 câu 1 đến câu số 16, nếu mà có chuyển ra một sự việc ạ. Chúng ta nhìn ở trên Kinh Thánh. Ahab thuật lại cho Jezabel mọi điều Eli đã làm và người dùng gươm giết hết thảy tiên tri ba anh làm sao. Jezabel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi đứng dậy đi chạy đi đặng cứu mạng sống mình để tại Beersheba thuộc về Juda. Người để tôi tớ mình lại đó, còn người vào đồng vắng. Đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng riêng xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va đã đủ rồi, xin cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì tổ phụ tôi. Đoạn người nằm và ngủ dưới cây giếng riêng, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước, người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng: Hãy trỗi dậy và ăn vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người trỗi dậy ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy người đi 40 ngày 40 đêm cho đến Horeb núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó, và kìa có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng tìm thế cất mạng sống tôi. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Eli vừa đi vừa nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Đức Giê-hô-va Đức Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ, dùng gươm giết những tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại, họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đến Đa-mách, đi đến rồi ngươi sẽ sức dầu cho Hazael làm vua Syria, ngươi cũng sẽ sức dầu cho Jehu con trai Nimshi làm vua của Israel, người sẽ sức dầu cho Elise con trai của Sa-phát ở Aben Mehola làm tiên tri thế cho người. Eli sinh sống ở trong một cái giai đoạn lịch sử rất là đặc biệt, đó là đất nước bị chia làm đôi và ông thi hành chức vụ ở dưới triều đại của vua Ahab, là một vị vua rất là gian ác. Về mặt đạo đức thì là một vị vua dân ác, về mặt tâm linh thì ông thay đổi sự thờ phượng ở Jerusalem để hướng mọi người đến thờ các thần ngoại quốc của vợ ông, thay vì chỉ thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va theo như truyền thống của người Do Thái. Vì Chúa có cái giao ước với cả dân tộc Do Thái, chứ không phải chỉ một nhóm người, là cả dân tộc phải thờ phượng Chúa. Nhưng mà vị vua là người rất quan trọng, là người đứng đầu cả một đất nước, lãnh đạo cả về chính trị và cả về kinh tế và cả về mặt tinh thần, tâm linh cho quốc gia đó, mà ông lèo lái cái đất nước để cuối cùng là đi ngược đường so với những gì mà Chúa đã thiết định ngay từ ban đầu. Thay vì thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va thì khắp Jerusalem tràn ngập các cái hình tượng. Và chính vì cớ đó là ông đã cầu nguyện là Chúa đóng trời lại cho không mưa trong vòng 3 năm, hơn 3 năm. Và trời đã không mưa trong vòng hơn 3 năm. Đó, vì cái đấy là một cái hình phạt của Chúa cho dân tộc Israel và cũng là một tiếng nói kêu gào cho sự ăn năn cho nhà Ahab và cả dân tộc Israel.
sự khô hạn đến. Và sau đó thì Chúa cũng đã làm một cái cuộc phấn hưng ở tại Jerusalem, xin lỗi, ở tại Israel. Cái cuộc phấn hưng đó khi mà có cái cuộc thách đấu giữa tiên tri của vợ Ahab là những người thờ thần mặt trời với Eli là người thờ Đức Giê-hô-va theo niềm tin truyền thống. Và Chúa đã làm phép lạ khi họ có thách đấu với nhau là nếu như thần nào mà gọi lửa được từ trời đến ấy, thì thần đấy mới là thần thật. Thế còn tất cả các thần mà không gọi lửa được từ trời đến là thần giả. Và các tiên tri của ba anh là thần mặt trời thì làm đất cả mọi thứ, thậm chí lấy dao rạch mình ra mà cũng không có lửa từ trời xuống. Đến khi Eli cầu nguyện thì Chúa khiến nó lửa từ trời xuống. Và cái phép lạ đấy làm cho mọi người nhận ra rằng là họ đã đi sai đường rồi và họ đã đồng ý quay trở lại đối với Chúa. Và Eli cũng nhân cái dịp đó thì ra lệnh giết tất cả các tiên tri của ba anh là những người mà dẫn dụ dân Israel đi sai lạc. Cái tin này ấy, ngay lập tức được đến tai của Jezabel là vợ của vua Ahab. Và bà trở nên rất là giận dữ bởi vì đứng đằng sau các tiên tri của ba anh thì là quyền lực của bà Jezabel. Và hỗ trợ cho những cái điều sai đấy được phép hoạt động, các tà thần đấy được phép hoạt động ở tại đất nước Israel. Và bà vì là người có quyền lực ở trong tay. Thực ra thì về mặt lý thuyết thì bà không có quyền lực gì, nhưng mà thực tế là bà có quyền lực. Bởi vì ông vua Ahab đang trị vì, nhưng mà người nắm quyền thực sự giật dây đằng sau ấy lại là bà vợ. Và điều này rất là nguy hiểm. Bà đã lợi dụng cái quyền của người chồng là vua của đất nước, và bà đã cho phép tất cả những điều sai đó xảy ra tại Jerusalem. Và cái đoạn Kinh Thánh 19 mà chúng ta vừa đọc ấy, thì là diễn ra sau cái sự kiện của cái việc gọi lửa từ trời xuống. Bà nói làm sao? Bà biết được cái người gọi lửa đó là Eli và bảo ta sẽ giết Eli. Và khi Eli nghe nói rằng là mình sẽ bị tấn công, sát hại thì Eli, thái độ của Eli là gì? Sợ hãi và chạy trốn để cứu mạng. Quý vị thấy không ạ? À? Khi mà gọi lửa từ trời đến thì rất là hăng. Và Chúa đã làm một cái phép lạ rất lớn, nhưng mà một một người phụ nữ dọa thì Eli lại sợ hãi và chạy trốn. Và khi ông chạy trốn thì ông có những cái biện luận với Chúa như này, ông nói rằng là tôi rất là sốt sắng. Tôi rất là sốt sắng vì nhà của Chúa, vì nhà của Đức Giê-hô-va, và bây giờ người ta cũng tìm cách để mà giết hại mạng sống tôi. Thực ra đâu vào đây có phải là lần đầu tiên mà ông bị tìm cách sát hại đâu, mà trong suốt những năm qua ông đều bị tìm để sát hại mạng sống cơ mà, chứ không phải bây giờ đâu. Trong suốt những năm qua là Chúa cũng đã giấu Eli đi mà để cho Eli được bảo toàn mạng sống ấy chứ. À. Nhưng mà cái lần này á, là cái lần mà nó rất là khốc liệt, bởi vì Eli đối đầu trực tiếp đối với Jezabel và những tiên tri của bà, cho nên là bà mà đã biết được Eli đang ở đâu rồi, nên bà tìm cách là bà sát hại. Ông Eli cũng sợ hãi, ông sợ hãi cho cái điều đó và ông bỏ đi, ông chạy trốn. Chúng ta sẽ nhìn xem. Câu số 3 nói rằng Eli đứng dậy chạy đi để cứu mạng sống mình. Và ông xin gì? Ông xin chết nữa. Ông mệt mỏi quá. Câu số 4 là ông ngồi dưới cây giếng riêng và xin chết. Quý vị thấy không? Khi mà cái linh của tiêu cực á, sợ hãi này, buồn rầu này, nó đến ấy, thì chúng ta muốn buông bỏ. Lúc này là ông bị tấn công bởi một cái linh của địa ngục. Đó là buồn rầu và sợ. Thế giới thuộc linh là thế giới vô hình. Mình không nhìn thấy bằng mắt. Chúng ta không nhìn thấy bằng mắt trần của chúng ta được. Và thế đấy, thế giới đó nó rất thực. Và thế giới đó nó luôn luôn tồn tại. Nó tồn tại ở đâu? Nó không phải đứng xa chúng ta đâu, mà nó sẽ đi xung quanh chúng ta để nó tìm cách nó bước vào trong chúng ta. Và là khi nó bước vào được thì nó sẽ khống chế. Và nó khống chế thì nó sẽ làm tê liệt cái hệ thần kinh của chúng ta. Quý vị biết không? Nó sẽ làm tê liệt. Ở hàng xóm cũ của chúng tôi ấy, có một cái bạn thanh niên này.
bạn ấy yêu một cái cậu ấy, mà sau cậu ấy bỏ. Sau khi cậu ấy bỏ mà cô bé này thất tình đến nỗi trở nên điên dại, đến bây giờ vẫn không cứu chữa được, đưa vào các bệnh viện tâm thần uống đủ các loại thuốc mà không cứu chữa được. Thất tình đấy quý vị biết không? Bởi vì khi cái cảm khi mà cái dây kết nối để nó hỗ trợ về mặt tinh thần bị mất đi đó. Hy vọng mấy bạn thanh niên đang cười không nghĩ đang tự nhắc nhở mình phải không? Dạ. Bởi vì khi kết nối về mặt tinh thần ấy thì cái sợi dây kết nối đấy nó sẽ tạo năng lượng cho mình, nó sẽ làm cái giá đỡ cho mình. Nhưng mà khi mà cái dây sợi dây kết nối nó bị cắt đứt ấy, nó bị ngắt quãng ấy, thì tự nhiên là mình sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng. Quý vị thấy đứa con đó, khi mà đứa con nó còn nhỏ đấy mà có bố mặt bố mẹ thì nó bình an, nhưng mà chỉ cần vắng mặt bố mẹ con nó khóc ngay, đưa sang người lạ nó khóc ngay. Nhưng mà nếu mà có bố mẹ đấy thì nó sẽ không sợ khóc. Nhưng mà khi mình lớn lên ấy, thì không có bố mẹ mình chẳng cần, cũng chẳng sao cả, mình không cần. Bởi vì lúc đấy thì mình tự chủ được về mặt tinh thần rồi. Cái sợi dây kết nối vô hình nó rất là quan trọng. Nó sẽ là cái giá đỡ cho cái tinh thần của chúng ta. Và khi khi cái tinh thần nó bị sụp đổ rồi đấy, thì cái thân thể chắc chắn nó sẽ bị sụp đổ theo. Tất cả mọi cái nó sẽ bị sụp đổ khi tinh thần nó bị sụp đổ. Nên lúc này Eli, ma quỷ đang tấn công vào trong tinh thần của Eli, và cái linh nó tấn công đó là linh của buồn chán, mệt mỏi và sợ hãi. Linh của sự chết. Ma quỷ nó không có hiện đến với cái hình, nó bảo tao là linh sợ chết, tao ám vào mày, tao tấn công mày. Nó không làm thế, nó đến một cách từ từ, nó đến từ một cách rất nhẹ nhàng mà mình không nhận thức được. Bản thân Eli cũng không biết được là mình đang bị tấn công bởi linh sự chết. Cho nên khi miệng ông nói ra là xin cho con chết ấy, khi miệng mình đã nói ra, miệng đầy lòng đầy giấy thì miệng mới nói ra. Như vậy miệng mình nói ra nó chứng tỏ những cái gì đang có ở trong mình. Vì trong cái quá trình đó thì Eli thứ nhất là không nhận thức được. Không nhận thức được và không xử lý được. Có những vấn đề là đầu tiên thì chúng ta phải nhận thức được, và thứ hai chúng ta xử lý được để mình được bảo vệ an toàn. Bởi vì khi cái linh này nó đến thì chắc chắn một điều rằng là nếu mình không chống cự lại nó thì nó sẽ kiểm soát mình một cách hoàn toàn. Nhưng có những người sau một thời gian ấy trở nên điên điên dại dại, trở nên có thể không điên điên dại dại nhưng mà trở nên người như là không có sức lực gì hết. Quý vị thấy sẽ có những người mà lúc đầu đi với Chúa rất là hăng say, rất là nhiệt tình, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà đến một thời gian mấy năm sau ấy, là gặp lại họ nhìn như là xác mất hồn ấy, không có sức sống gì cả, bởi vì họ bị khống chế về mặt tinh thần. Ma quỷ nó sẽ tìm cách để nó làm điều này. Cuối cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng rất là nhanh chóng, rất là may mắn là Eli đã thoát ra được. Eli đã thoát được ra được cái điều đấy, và ông đã trở lại cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho nên ông mới có thể hoàn thành được. Quý vị thấy không ạ? Cho nên cái bước đầu tiên là chúng ta cần phải nhận diện ra là cái loại linh nào nó đang tấn công mình. Và trong đó có một linh ngày hôm nay đặc biệt tôi đề cập tới, đó là linh của sự sợ hãi và linh của sự chết. Mà Eli là người như nào? Là người được sức dầu, làm rất nhiều phép lạ, gọi lửa từ trời đến, không có nghĩa rằng là ông được miễn trừ ra khỏi thế giới địa ngục và thế giới tăm tối. Không có một con người nào trên đời này dù được sức giàu đến mấy sẽ được miễn trừ ra khỏi sự tấn công của địa ngục. Càng được sức giàu thì cái thế giới đấy nó sẽ càng càng sẽ phải hành động mạnh mẽ hơn, nhiều hơn để hủy diệt mình. Bởi vì khi nó hủy diệt được mình thì những người khác sẽ bị hủy diệt theo. Nên những ban nhạc này cũng rất là quan trọng này. Ban nhạc cực kỳ là quan trọng. À, vậy nó sẽ đánh tấn công vào các ban nhạc, với ban nhạc cả đem lại sự hiện diện và vinh quang của Chúa trên hội thánh mà. Cho nên ban nhạc là cần phải được cầu nguyện đặc biệt, và ban nhạc cũng cần phải để ý để mình khai phóng được sự sống trong hội thánh, vì các linh nó sẽ tìm cách để nó tấn công ban này. Vì âm nhạc thì khai phóng được sự hiện diện và khai phóng được thế giới linh, nhưng mà các âm thanh đấy lại được khai phóng từ đôi tay của những người chơi.
Cho nên là những cái người chơi nhạc trong hội thánh là cần phải đặc biệt chú ý tới điều đó, là khi mình bắt đầu chuẩn bị vào thờ phượng là đấy là đang bước vào trong một trận chiến thuộc linh nữa, chứ không phải chỉ là đánh cho nó xong một cái buổi lễ. Khi chúng ta mệt mỏi thì mình sẽ tìm cách chạy trốn, và khi chúng ta mệt mỏi thì chúng ta sẽ chạy trốn, mà chạy lung tung, chạy được chỗ nào mà chạy, gặp được ai cái là mình, ai sẵn sàng nghe lắng nghe mình là mình ngồi mình tâm sự, mình kể hết chuyện này đến chuyện kia. Đó, đấy là tự nhiên đó, đó là yếu tố tự nhiên, vì chúng ta là con người mà chúng ta đều có cái thân thể và chúng ta đều có cái mức độ giới hạn của nó, cho nên là nếu như mà có một cái chỗ nào xả là chúng ta sẽ xả, và xả stress, xả những cái căng thẳng. Eli thì có một chỗ để xả, đó là xả vào và Chúa. Cái vấn đề là như này, Chúa thì mình xả bao nhiêu cũng được, Chúa không có trách là đủ rồi, hay là nói nhiều quá. Còn mà xả nhiều vào con người, người ta chịu không được đâu. Những người ở trong hội thánh, ngay cả những người trưởng thành thuộc linh, ngay cả những người phục vụ Chúa cũng là những con người. Mình nói nhiều điều tiêu cực, tâm sự nhiều điều tiêu cực, người ta chịu cũng không nổi đâu. Anh chị em có biết điều đấy không ạ? Chúng ta đừng nghĩ rằng là mình có nan đề là mình cứ xả và người ta bắt buộc ta phải nghe. Chỉ có một chỗ duy nhất mà nghe không bao giờ thấy chán, đó là Chúa thôi. Ngoài Chúa ra không có một con người nào mà có thể nghe mình tâm sự hết tất cả mọi chuyện từ A đến Z, tất cả những nan đề, những mệt mỏi, những chán chường trong cuộc sống mình có thể tâm sự được hết. Mà thực ra đấy, khi mình càng tâm sự nhiều cái chuyện tiêu cực cho một người nào đó trong hội thánh thì anh chị em sẽ thấy sớm muộn thì người đấy cũng dễ trở lên tiêu cực giống như mình. Nếu như cái người đó có đủ sức mạnh thuộc linh ấy, thì người đó có thể tự bảo vệ bản thân mình ra khỏi những cái điều tiêu cực đấy. Còn đâu nếu không có đủ sức mạnh thuộc linh ấy, thì chính người đấy sẽ tiếp nhận cái nan đề của cái người tâm sự ấy thành nan đề của mình luôn. Bây giờ tôi nói một ví dụ cụ thể như này cho anh chị em. Nếu như một người nào đó đến tâm sự với tôi về một người thứ ba, rất ghét người thứ ba, đương nhiên mồm thì không nói ghét, nhưng mà ẩn đằng sau những cái lời nói thì là ghét, mà cứ nghe ngày này đến ngày kia thì sớm muộn thì tôi cũng rất là dễ trở nên ghét cái người kia. Tôi có ấn tượng xấu người kia. Như vậy là đó là một cái sự vận hành ở trong thế giới linh rồi. Thực ra là người đấy đang chuyển cho tôi một cái loại linh của địa ngục. Mà tôi nghe điều đấy thì tôi sẽ trở nên căm ghét cái người mà tôi nghe tới. Đó là lý do tại sao sự chia rẽ nó bắt đầu nó sản sinh ra trong hội thánh, khi người ta không biết đối tượng để đổ rác. Chỉ có mỗi Chúa là có thể tha hồ nói, tha hồ tâm sự. Còn đó con người chúng ta phải chắt lọc. Chúng ta có thể chia sẻ nhu cầu để mọi người cầu nguyện, nhưng cần phải rất chắt lọc trong vấn đề ngôn từ. Nếu có những người đứng lên trên hội thánh tâm sự chuyện cầu nguyện, hội thánh cầu nguyện cho chồng của tôi. Sao? Cầu chồng của tôi ngoại tình. Ngoại tình như thế nào? Kể chi tiết cái chuyện chồng ngoại tình. Nếu không phải chỉ chồng ngoại tình, về nó còn đánh tôi lại còn lấy hết tiền đi cho gái. Nếu không thế nữa lại còn lừa dối bố mẹ tôi. Chưa hết đấy rồi còn dài 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 đông tây nam bắc nữa. Cuối cùng mình nhìn cái ông chồng kia, đây là Satan hiện hình, và mình không yêu được ông chồng đấy. Trước khi gặp ông ấy thì bình thường, nhưng mà sau khi nghe cái người vợ kể chuyện với ông chồng ấy, thì mình nhìn ông đấy như một Satan quỷ hiện hình, và không còn yêu thương được cái ông chồng đấy, không còn cầu nguyện, không còn kết nối được với ông chồng đó nữa. Cho nên chúng ta cần phải thận trọng là ma quỷ có một thế giới vô hình ấy, nó đang vận hành khắp mọi nơi, không chừa bất cứ ai. Chúa nói gì với Cain? Tội lỗi đang đợi ở trước cửa và thèm ngươi lắm. Mình thì không thèm tội lỗi, nhưng mà tội lỗi lại thèm mình. Mình thì không thèm ma quỷ, nhưng ma quỷ lại thèm mình.
Mình thì không mời ma quỷ mà ma quỷ nó lại bổ xô và nó tấn công mình, nó bước vào trong mình. Một lần kia tôi cầu nguyện cho một cái nhóm ở trong hội thánh của chúng tôi, à không phải của chúng tôi, xin lỗi, một hội thánh khác. Thì có một lần tôi cầu nguyện cho một cái người chị em, thì người này chắc là có nhiều tà linh. Thì khi mà cầu nguyện thì cái tà linh ở bên trong nói rằng tao còn có người đứng ngoài kia rồi, nó không dám vào trong đây, chờ nó ra tao nhập lại. Là khi cô này cô đến hội thánh ấy, thì có một số tà linh nó đã đứng ở bên ngoài, vì nó đi theo nhưng mà nó không vào được bên trong. Ở bên trong cái buổi thờ phượng nó có lửa của Chúa, nó không bước vào. Còn tà linh nào mà nó mạnh mẽ, nó can đảm, nó đi, nó đã ở trong, nó đi vào trong cùng đó, nó nói bao giờ nó ra khỏi kia tao nhập lại. Cho nên Chúa nói trong sách Sáng Thế Ký với Cain ấy, là tội lỗi chờ đợi ở trước cửa. Cái từ trước cửa đấy muốn nói đến cái gì ạ? Có phải là bên trước cửa kia không? Muốn nói đến cái gì ạ? Gần. Muốn nói đến cái việc rất gần, chứ không phải cái từ trước cửa không. Chúng ta không hiểu theo tính chất vật lý. Có nghĩa là rất gần. Cái thế giới địa ngục, thế giới ma quỷ nó hành động ở bất cứ nơi nào. Có khi ở trong hội thánh, ở tại đây luôn. Khi mà mình đang đánh đàn, mình đang thờ phụng Chúa, mình đang hăng say, đang rất nhiệt tình dẫn dắt mọi người, tự nhiên đồng mục sư bảo mình dừng lại không đánh nữa. Mà trong cái đó cái bài hát mình đã chuẩn bị rất kỹ, mình đã chuẩn bị rất kỹ để hôm đấy mình sẽ hướng dẫn mọi người, mình đã cầu nguyện ngày đêm thậm chí kiêng ăn cho cái bài hát mới này rồi. Tự nhiên mục sư bảo không hát nữa. Thế là tự nhiên lòng mình buồn rầu, chán, cứ thế để cái cảm xúc chán trường nó chiếm ngự trong tâm trí của mình. Thế lúc đấy mình sẽ đánh đàn tiếp, và cái gì lúc đấy linh gì nó đang vận hành ra. Linh gì nó đang vận hành ra khi mà cảm xúc của mình nó đầy rẫy những sự chán trường. Đầu mình cứ đang nghĩ đến cái bài hát mới mà mình mới sáng tác. Có cơ hội để hội thánh để thờ phượng Chúa được trình diễn đó mà. Bây giờ đã cầu nguyện cái ngăn đủ thứ rồi. Mục sư đã đồng ý rồi. Bây giờ đến giờ nhóm mà tự nhiên mục sư bảo dừng lại. Mất hết cả tinh thần, mất hết cả những cái cảm xúc tiêu cực, tích cực, cảm xúc tiêu cực có đến. Hôm nay mình đánh đàn nó ra cái gì? Nó ra cái gì? Cái linh gì nó đang vận hành? Cho nên Chúa nói với Cain rằng tội lỗi chờ đợi, thèm người lắm, nó đang đứng ở trước cửa và ngươi phải quản trị nó. Điều đấy có nghĩa rằng là cảm xúc tiêu cực có thể tấn công chúng ta khi những nan đề xảy ra, khi những cái vấn đề ngoài ý muốn xảy ra thì những cảm xúc có tiêu cực có thể sẽ đến. Nhưng mà được ở lại trong tâm trí mình hay không là tùy thuộc vào mình. Chúng ta không thể kiểm soát, chúng ta không thể nào mà bảo là nan đề không được phép xảy ra. Chúa Giêsu để cho các môn đồ phải sợ hãi ở giữa biển khi mà thấy một cái bóng đi đến mà họ bảo đó là ma, họ cũng sợ cơ mà. Rồi có những lúc Chúa để cho các môn đồ phải làm sao? Đói. Chứ không phải là lúc nào cũng có bánh mán đâu. Những cái cảm xúc tiêu cực nó có thể đến, nó có thể thăm viếng chúng ta, nhưng mà nó được ngự trị trong chúng ta hay không, đấy là tùy thuộc vào cái sự quản lý của mình. Ma quỷ nó có thể gieo hạt giống vào trong tâm trí chúng ta, nhưng mà nếu mà mình chấp nhận cái hạt giống đấy thì nó mới lẩy mầm. Chứ còn nếu mà mình nó gieo vào mà mình không chấp nhận, mình nhận thấy mà mình đuổi nó ra, mình nhổ nó ra cái thì sao? Hạt giống nó sẽ không còn nữa. Cho nên ma quỷ nó sẽ gieo rắc nhiều, rất nhiều những cái cảm xúc tiêu cực vào trong tâm trí của chúng ta. Và nếu mà chúng ta để cho những cái cảm xúc tiêu cực ấy nó tiếp tục khống chế và ngự trị chúng ta đó, thì đảm bảo với anh chị em rằng chúng ta sẽ nói lời giống như là Eli đấy. Nhưng mà Eli nhanh chóng đã vượt qua được. Và nếu mà mình không vượt qua được ấy, thì chắc chắn rằng mình sẽ bị cái linh đấy nó khống chế, nó ngự trị, và mình sẽ chết trong sự cay đắng, chết trong bệnh tật, không có sức sống từ nơi Chúa. Trong cuộc đời phục vụ Chúa của tôi đã gặp rất nhiều đối tượng người khác nhau. Có những người mình giúp đỡ họ rất nhiều,
từ về tinh thần tâm linh cho đến vật chất mọi cái, nhưng họ quay trở lại họ ăn cháo đá bát với mình. Nhưng mà nếu mà mình cay đắng thì tôi tốt hơn thì đừng phục vụ Chúa đâu cho xong. Còn mình đã xác định mình phục vụ Chúa là mình phải xác định sẽ có những người như thế. Còn đó mình phục vụ Chúa mà mình không xác định được là cuộc đời của đi người đi phục vụ Chúa là sẽ gặp những người như thế thì thôi mình khỏi phục vụ Chúa cho mình đỡ phải kêu ca phàn nàn. Mình nấu ăn thì chắc chắn sẽ có người chê. Đến nấu cho chồng con của mình còn có người chê chứ huống chi nấu cho một cái hội thánh từng đây con người. Mình có đánh giỏi đến mấy cũng sẽ có người chê. Có người giỏi hơn mình sẽ chê. Và người không giỏi hơn mình cũng chê. Chê vì sao? Không hát cái bài mà họ thích. Không làm theo kiểu mà họ muốn. Nếu như chúng ta không luôn luôn cảnh giác thì kẻ thù chúng ta sẽ rất nhanh chóng bước vào và khống chế phần cảm xúc của chúng ta. Và khi nó kiểm soát được cảm xúc của chúng ta rồi ấy, thì tất cả mọi cái sẽ tan biến rất là nhanh. Chúa muốn Eli làm việc gì? Chúa hỏi Eli, ngươi ở đâu vậy? Ngươi đi đâu ấy? Ngươi ở đâu? Ngươi đi đâu ấy? Chúa muốn nói điều gì? Ngươi có một cái gì sai, ngươi có biết không? Ý của Chúa muốn là ngươi có một cái gì sai, ngươi có nhận ra không? Ngươi có nhận ra là ngươi có một cái gì sai không? Eli bảo, tôi chỉ muốn chết thôi. Mệt mỏi quá rồi. Chúa không giận dữ với Eli và Chúa nói là nếu người muốn chết thì ta cho người chết. Chúa hỏi Eli là người có biết là người có cái sai ở cái chỗ nào không? Người đang ở đâu vậy? Người đang đi đâu vậy? Và sau đó Chúa đến với Eli. Chúa thêm sức cho ông. Bởi vì có một điều từ nơi Eli mà chúng ta biết. Đó là Eli là một người ngay thẳng. Nó rất ngay thẳng theo lẽ thật. Ông không chấp nhận được điều sai. Ông đứng về phía Đức Giê-hô-va chứ không đứng theo số đông. Nếu ông đứng theo số đông, ông sẽ được an toàn. Thậm chí ông được thăng chức, ông được thăng lương. Ông đứng về phía Đức Giê-hô-va ngay thẳng. Ngay thẳng theo lời của Đức Giê-hô-va. Chính vì vậy ông bị săn đuổi. Ông là người rất ngay thẳng. Và ông tìm cách để làm hài lòng Chúa chứ ông không có bảo vệ cho cái sự an toàn cá nhân mà vi phạm đến lời của Chúa, ông cũng không hùa theo số đông. Mà ông đứng về phía luật pháp của Đức Giê-hô-va và danh của Ngài để bảo vệ cho danh của Chúa và đạo của Chúa ở tại Jerusalem, ở tại đất nước Israel. Chúa đã thêm sức cho ông bằng cách nào? Chúa đưa lương thực đến cho ông ăn. Khi ông ăn xong rồi thì ông làm sao quý vị thấy ạ? Ông ngủ này và ăn này. Và ông có sức để đi bao lâu quý vị? Bao nhiêu ạ? 40 ngày 40 đêm. Có ai đi được 40 ngày 40 đêm không? Đi 40 ngày thì có thể được. Vì đây mình vẫn nghỉ, nhưng mà đây đi đi thông 40 ngày 40 đêm có nghĩa là không ngủ nghỉ. Quý vị, tôi mà không ngủ một đêm là hôm sau tôi lờ đà lờ đờ như con gà lúc mặt trời lặn ấy. Eli không ngủ mà lại làm việc đi trong 40 ngày 40 đêm. Thứ nhất là nhờ đồ ăn và giấc ngủ trước đó. Đấy là cái tự nhiên nhé. Đó là về mặt tự nhiên. Đấy là về mặt tự nhiên. Cho nên khi anh chị em mệt mỏi, anh chị em cứ đi ngủ. Nhưng mà đừng ngủ triền miên thì lại làm cho cơ thể mình mệt nhiều hơn. Mà đừng ăn nhiều quá lại làm cho cơ thể mình béo phì.
Ăn và ngủ là hai thứ rất tự nhiên để giúp bổ lại sức khỏe. Cho nên nếu mà anh chị em trong hội thánh của mình ấy, mà đến kêu ca phàn nàn mệt mỏi ấy, thì mình đừng có khuyên nhiều. Thực ra là người ta không cần nghe lời khuyên của mình đâu, anh chị em có biết điều đấy không? Người ta chỉ cần mình người nghe thôi chứ người ta không cần mình khuyên. Người ta gọi điện nó tâm sự là, anh ơi chị ơi tôi có vấn đề này, người yêu tôi bỏ chồng tôi thế này thế kia, vợ tôi thế này thế kia, là mình cứ khuyên 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 mãi sau người ta lấy ra lời khuyên bảo cái con mụ này lúc mà gia đình mình có vấn đề là nó cứ khuyên mình lung ta lung tung, nó khuyên mình bỏ chồng, nó khuyên mình cái nọ kia. Đấy. Cho nên anh chị em, lời khuyên cho anh chị em là đừng đi khuyên ai. Lời khuyên cho anh chị em là đừng đi khuyên ai, chỉ cần đôi tai lắng nghe thôi. Khi người ta tâm sự với mình chỉ cần lắng nghe thôi, không cần khuyên gì hết. Lắng nghe, ừ dạ vâng tôi đang nghe đây. Dạ vâng đây không có nghĩa là tôi đồng ý với anh chị nha anh chị, mà tôi chỉ đang khẳng định là tôi đang nghe anh chị thôi, chứ không phải là tôi đồng ý đâu với anh chị đâu. Nói cái gì cũng giả, người miền Nam giả. À, người miền Nam còn dễ thương, đã nói giả là còn còn kéo dài nữa, giả. Nhất là người miền Tây ấy, nói quý vị tại sao mà mấy anh miền Bắc, tôi cũng là bị cái tiếng giả nó đánh. Nói dạ bình thường cho xong lại có nói dạ. Nói thế là ngọt hơn cả kẹo kẹo kéo. Ngọt hơn cả kẹo kéo thời kỳ ngày xưa. Bây giờ thì không cần, ngày xưa kẹo kéo thì nó gọi là tiếng chuông kẹo kéo. Ok, ngày tôi còn nhớ hồi bé là tôi còn đi vặt ăn trộm cái dây đồng ấy để người ta buộc hàng rào ấy, quý vị trẻ con mà. Xin Chúa tha thứ cho mình, ngày xưa mình đi ăn trộm cả cái dây đồng buộc hàng rào đi đổi kẹo kéo. Nếu mà ai tâm sự với mình cái gì mình cứ cứ dạ cho tôi, dạ, không cần đưa ra lời khuyên anh chị em ơi. Mà người ta thực ra là không cần mình khuyên đâu, người ta chỉ cần mình lắng nghe thôi. Lương thực và sự nghỉ ngơi, và thứ hai đó là nhận được sức mạnh từ nơi Chúa. Khi Eli chạy đến cái núi đấy nơi Chúa chỉ dẫn thì ông nhận được sức mực lực và đi 40 ngày 40 đêm. Đây chính là điều chúng ta cần đây này. Và ông đã vượt qua được. Chúa đã hiện đến với ông trong những trận gió, rồi có tiếng nói của Đức Giê-hô-va đến hai bên tương tác với nhau. Chúa khích lệ ông á, và Chúa đến giúp đỡ ông này vượt qua được cái giai đoạn đó. Là khi vượt được qua rồi thì ông lại tiếp tục cái sứ mạng của ông. Và Chúa nói với ông điều gì ạ? Đó là hãy tiếp tục đi và sức dầu cho Hazael làm vua Syria, và sức dầu cho Jehu con trai của Nimshi làm vua Israel, và sức dầu cho Elise để thay thế cho người. Có ba đối tượng ông cần phải được sức dầu. Tiếp. Hay nói cách khác là khi ông mệt mỏi, Chúa đưa ông vào trong sự gặp gỡ riêng tư với Chúa, nhận được gặp gỡ riêng tư, nhận được sức mạnh thì ra tiếp tục. Tiếp tục sứ mạng. Đừng tập trung vào những cái cảm xúc tiêu cực mà ma quỷ nó đang gieo vào trong đầu của mình, mà tập trung vào sứ mạng tao giao cho ngươi, đấy mới là điều cần phải tập trung. Tôi là mục sư, tôi nghe nhiều chuyện rất là đau đầu. Nếu mà mình không làm mục sư thì mình kệ, ai muốn làm gì làm. Tín đồ đến hội thánh anh chị em đến ai muốn xong rồi ai nói gì xong cả không liên quan đến mình thì được, bao giờ liên quan đến mình cũng hay. Nhưng mà mình là người lãnh đạo hội thánh tự nhiên là mình nghe nhiều chuyện là mình phải để tâm. Có những người nấu nướng xong người ta phục vụ xong mọi người ăn xong rồi kêu, trong có người đến bảo ôi sao mua gì mà mua đắt thế, thế cho người kia lại suy luận ra ô cái cô này cô nghĩ thế thì mình lại lợi dụng cái việc nấu nướng phục vụ cho anh em để mình kiếm lời hay sao mà là chế đắt. Bắt đầu suy luận ra lung tung, đây tao nói con bắt đầu đi về kể chuyện cho người này kia, vào trong những buổi cầu nguyện bắt đầu cầu nguyện tôi phục vụ Chúa, tôi nấu nướng cho mọi người ăn mà người ta lại nói tôi này nói kia. Khi mình đã xác định đi nấu cho mọi người ăn á thì phải xác định rằng sẽ có rất nhiều người chê.
Còn mình không xác định được là sẽ có nhiều người chê thì đừng nấu nữa. Tập trung, mình xác định phục vụ thì tập trung cho cái mục đích của mình, chứ không phải tập trung vào những cái lời tiêu cực người khác nói. Mình làm bất cứ một việc gì đều có người chê hết anh chị em ạ. Tôi nói với quý vị, chúng ta từ làm những việc tốt, quý vị đi giúp đỡ tiền cho người khác, ngày tao cũng chê con này nó khoe khoe của khoe tiền. Tôi đảm bảo với quý vị thế. Quý vị làm cái việc gì chăng nữa sẽ có người chê. Cho nên đến hội thánh đừng có nghĩ rằng là mình làm công việc Chúa tất cả mọi người phải vỗ tay, mọi người phải hoan hô. Không. Tập trung vào cái việc mình làm. Chúa nói với Eli rằng đừng nghe những lời của con mụ rơi xa bên kia, con quỷ hiện hình đấy. Đại diện của nữ thần Ba Anh, bây giờ chúng ta gọi là quỷ rơi xa bên. Đừng nghe lời của con quỷ đấy, mà phải tập trung vào sứ mạng người phải làm. Đi sức dầu, tiếp tục sức dầu cho Hazael, sức dầu cho Jehu. Vì tại sao phải sức dầu cho những người này? Jehu mai sau sẽ giết Jezabel. Ngươi cứ tập trung vào lời của Jezabel nói làm cho ngươi sợ hãi, cứ để cho nó nói. Còn ngươi đi sức dầu cho Jehu cho ta, vì mai sau Jehu sẽ giết con quỷ Jezabel kìa. Đúng quý vị đấy không ạ? Khi chúng ta tập trung vào những lời tiêu cực của người khác nói về mình, chúng ta mất hết sức lực. Khi chúng ta tập trung vào những điều tiêu cực xảy ra, mình không còn nhìn vào Chúa nữa, mình toàn nhìn vào mình nữa. Họ làm tổn thương tôi, làm tổn thương tôi. Tôi yêu Chúa nên tôi phục vụ Chúa, mà người ta cứ làm tổn thương tôi. Không muốn người ta làm tổn thương thì đừng làm cái gì nữa. Còn khi mình làm thì chắc chắn là sẽ bị người này kia nói, nhưng mà đấy là một cái điều tự nhiên để Chúa giúp cho con người của chúng ta chết đi cái bản ngã của mình. Mình còn cảm thấy tự ái điều đấy có nghĩa rằng cái bản ngã mình vẫn đang sống. Mình còn cảm thấy rằng mình vẫn bị xúc phạm thì cái bản ngã của mình vẫn còn đang sống. Và nếu như bản ngã mình còn đang sống thì nó sẽ cản trở sự sức dầu từ nơi Chúa. Nên điều Chúa muốn Eli là kệ nó nói cái gì kệ nó con ạ. Vì ta sẽ có chương trình xử lý nó rồi. Bây giờ việc của ngươi là làm công việc của ta làm. Ngươi đã gọi lửa được từ trời thì bây giờ ngươi tiếp tục đi sức dầu cho mấy nhân vật này đi. Vì ta có sứ mạng cho mấy nhân vật này và mấy nhân vật này sẽ xử lý nó. Còn con thì cứ tập trung cho mạng lệnh ta giao cho con làm. Đừng để cho ma quỷ cướp đấy cái niềm vui trong cuộc đời của chúng ta. Đừng để cho những cái linh buồn rầu, sầu não, chán trường, mệt mỏi, than vãn nó chiếm ngự tâm hồn chúng ta, làm mất đi cái sức lực, mất đi cái sức sống của chúng ta. Thánh Linh làm thế nào có thể vận hành một cách tự do nếu lòng của chúng ta cứ chịu nặng xuống với những cảm xúc buồn rầu và tiêu cực. Vì linh của vui mừng nó là đến từ Thánh Linh mà. Trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Yêu thương đầu tiên là yêu thương, thứ hai là gì ạ? Vui mừng, thứ ba là bình an. Chú đi, quý vị thấy cái sự sắp xếp này rất là quan trọng. Đầu tiên là yêu thương, đến vui mừng, bình an. Đấy là những cái sắp xếp trước, là thường là những cái nó sẽ đi trước và là cái cần thiết, những cái quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta tập trung cho điều đấy, chúng ta nhận được sức mạnh từ nơi Chúa. Ê-sai đoạn 40 câu 28 đến 31. Ngươi không biết sao, ngươi không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là đứng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan của Ngài không thể dò, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Người trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức. Sức gì? Sức mới hay sức cũ? Sức này đến từ đâu? Từ Đức Giê-hô-va hay đến từ thuốc tăng lực, nước tăng lực? Đến từ đâu? Đến từ Đức Giê-hô-va hay đến từ sự khích lệ của mọi người? Đến hội thánh chẳng ai khích lệ tôi hăng say, tôi phục vụ chẳng ai khích lệ tôi.
cuối năm thưởng cho mọi người được quà, khích lệ mọi người, mỗi tôi không được quà, tôi là người âm thầm phục vụ nhiều nhất. Sức mạnh đến từ Đức Giê-hô-va. Đến từ đâu? Đức Giê-hô-va, chứ sức mạnh có đến từ lời khích lệ của người khác đâu anh chị em. Đừng trông mong lời khích lệ của người khác. Người ta khích lệ mình rất tốt, cảm ơn Chúa và cảm ơn anh chị em mình. Người ta không khích lệ mình còn tốt hơn. Quý vị ạ. Amen. Các bạn trẻ là thích người khác vỗ tay mình lắm. Người ta vỗ tay mình là điều tốt. Người ta không vỗ tay mình là điều tốt hơn. Người ta cho quà cho mình là điều tốt. Không cho quà cho mình cũng là điều tốt hơn. Vì lúc đấy mắt mình sẽ ngưỡng trông nơi Đức Giê-hô-va nhiều hơn. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì được sức mới, cất cánh bay cao. Trông đợi ai thì mới được cất cánh bay cao? Quý vị mà cứ trông đợi lời khen, là cái vỗ tay của người khác hay sự ủng hộ người khác, bay như chim gì? Bay như con gà. Nhưng mà trông đợi Đức Giê-hô-va thì mới được bay cao như chim mừng. Quý vị muốn bay cao, bay chim mừng là nó bay ngọn núi rất cao, bay ở trong cơn bão và bay vượt trên cơn bão. Thế còn đâu cứ trông đợi cái lời khen ngợi, cái lời khích lệ từ nơi người khác thì không bay được như thế đâu. Chắc chắn như vậy anh chị em ạ. Bay như con gà, bay một chút lại hạ cánh. Chẳng có một con gà có thể bay, nhưng nó không bay cao và bay xa được rồi, và cũng không bay lâu được rồi. Còn chim mưng nó bay rất lâu, vừa bay rất cao và rất xa, bay được vào trong cái khó khăn nhất, cái cơn bão. Cho nên Chúa đảm bảo với chúng ta rằng ai trông đợi từ nơi Chúa sẽ được sức mới là như vậy. Eli đã có thể đi 40 ngày 40 đêm nhờ sức mạnh từ nơi Chúa. Ê-sai đoạn 30 câu 15. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Trước khi quý vị đến đây, quý vị có mong, có cầu nguyện với Chúa không? Lạy Chúa, hôm nay xin hãy phán với con điều gì qua đầy tớ Chúa, hoặc là qua bài hát, hoặc bất cứ qua một ai đó trong hội thánh không? Bao nhiêu người trong quý vị trước khi đến đây quý vị cầu nguyện điều đấy? Trước mỗi một buổi nhóm đến mình đã cầu nguyện điều đấy. Nếu mà mình không trông đợi từ nơi Chúa, ui sao mục sư gì mà giảng chán thế, đã thế lại giảng toàn những cái bài mà đấy, đã giảng, giảng đi giảng lại cái bài đấy, chẳng có gì mới cả, chán quá. Vậy mình cứ trông đợi, mong cái gì nhận nơi con người. Mà con người chỉ là công cụ trong tay của Chúa. Chúng ta sẽ được sức mạnh khi tâm linh của chúng ta yên lặng để chờ đợi Chúa. Khi tâm linh mình yên lặng để chờ đợi Chúa, mục sư chưa cần giảng, tự nhiên tiếng nói của Thánh Linh vang vọng trong lòng của mình rất là mạnh mẽ. Kinh Thánh vừa đọc lên, cái Thánh Linh của Chúa nói rất sống động trong lòng của mình. Mình nghe mục sư chưa giảng câu nào là lời Chúa đã đến trong mình như là tiếng sấm rồi. Còn đâu, khi mà mình không trông đợi, mình không yên lặng, mình cứ mong đợi nơi con người thôi thì ôi mệt mỏi lắm quý vị ạ. So sánh ông mục sư này giảng chán thế nhỉ, học bao nhiêu bằng thần học cái nọ kia mà giảng chán thế nhỉ. Không, chúng ta trông đợi nơi Đức Giê-hô-va, chúng ta nhận được sức mạnh từ nơi Chúa. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại trở lại về yên nghỉ, mà được tại yên lặng và trông cậy và trông đợi nơi Chúa. Mắt của mình ngóng chờ nơi Chúa, ngóng chờ nơi Chúa. Habacuc đoạn 3 câu 19, chúng ta cùng nhau chung đọc. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hiêu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Đã. À, có cái quý vị xem trên TV đó, có một số con vật đấy. Con hiêu này, con nai này và con dê. Mấy con vật đấy tôi phải nói nó siêu phàm lắm.
nó rất là siêu phàm, nó đứng ở trên những cái vách rất là dốc mà sao nó thăng bằng được. Nó thăng bằng được quý vị ơi, giỏi thật đấy. Nó không có tay mà nó thăng bằng được ở trên những cái vách rất là dốc. Con hươu, con nai hay con dê đấy. Ở đây ví sánh làm sao? Ví sánh gì ạ? Ví sánh như thế nào ạ? Chúa sẽ làm cho chân chúng ta giống như những cái chân của những con vật đấy. Nó sẽ là cái dốc để mà làm cho những con khác trượt ngã. Nhưng con hươu, con nai và con dê thì vẫn đứng vững trên những cái vách rất dốc. Đây là hình ảnh để nói một điều. Cái người nào mà trông đợi từ nơi Chúa thì cái hoàn cảnh có khắc nghiệt đến mấy người đấy vẫn đứng vững. Còn nó không có nhận biết Đức Giê-hô-va, không trông đợi từ nơi Ngài ấy, thì hơi dốc một chút là đã trượt rồi. Và xin thưa với anh chị em rằng cuộc đời này nó không bao giờ là bằng phẳng hết cho anh chị em đi đâu. Không bao giờ bằng phẳng hết trên cho anh chị em đi đâu. Đi phục vụ Chúa, đi với Chúa cũng thế, không bao giờ Chúa để cho chúng ta đi trên cuộc đời hoàn toàn bằng phẳng đâu. Ngài sẽ để cho chúng ta đi trên con đường khó khăn, đi những con đường khắc nghiệt để làm gì? Để rèn giũa chúng ta. Jeremy đoạn 33 câu số 6: Này ta ban sức mạnh cho nó và chữa lành, ta sẽ chữa lành chúng nó, ta sẽ tỏ chúng nó thấy sự bình an và lẽ thật. Trong đợi từ nơi Chúa sẽ được sự bình an, sẽ được sức mạnh. Thi Thiên đoạn 29 câu số 11: Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân sự Ngài, Đức Giê-hô-va sẽ chúc bình an cho dân sự của Chúa. Amen. Để ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.